Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch văn hóa. Theo đó, các điểm du lịch như là Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng, Chùa Quán Sứ, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Trung tâm giao lưu, Phố cổ sẽ bị cấm hút thuốc lá. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, trưởng phòng y tế quận Hoàn Kiếm cho biết, dự kiến trong tháng 10 này, các điểm văn hóa, du lịch, di tích trên sẽ gắn biển không hút thuốc lá, cấm hút thuốc lá, đồng thời sẽ có người nhắc nhở và xử phạt tại chỗ nếu người dân và khách du lịch cố tình vi phạm. Trong tháng 10 này, sau khi Ban Quản lý và Ban Giám đốc 16 điểm văn hóa và 14 đình, đền, chùa thuộc quận Hoàn Kiếm thực hiện ký cam kết điểm du lịch không khói thuốc, các điểm này sẽ chính thức trở thành điểm du lịch không hút thuốc lá. Đây là 30 trong tổng số 190 điểm văn hóa, di tích thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ thí điểm thực hiện mô hình này. Bà Nhàn cho hay quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại. Để tạo ra một môi trường du lịch trong sạch, nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân quận đã triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá tại 100% nhà hàng, khách sạn, cơ sở, lưu trú, trường học, bệnh viện, công sở trên toàn quận. Những năm qua, việc xử phạt hành vi hút thuốc lá diễn ra hầu hết ở trong khuôn viên nhà hàng, nơi bị cấm hút thuốc lá trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.